Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu chiếc xe mô tô của mình. Mà mùa này là mùa lạnh rồi nên mình không có chạy nữa, nên mình muốn quay video cách nào để mình làm chiếc xe của mình cho mùa đông không chạy nữa. Mình sẽ đổ cái nước gì vô cái bình xăng để chú mùa đông, và mình sẽ start xe, mình sẽ đồ máy xe cho nó ấm máy. Mùa đông tới 5-6 tháng là nên, bởi vì ở đây mình không có chạy, mình chỉ chạy xe mô tô vào mùa hè mà thôi. Xin mời các bạn đón xem nha. Cái này chiếc xe mô tô của mình đó, mình để cái hai cái cần này để cái bánh sau của nó đứng lên để nó chạy được. Bây giờ đó mình đang chạy vậy. Ở đây mình chế hai ngóc, mình để đây thôi. Thường thường người ta mua hai ngóc đây, nhưng mình chỉ chế vậy đó. Mình gặn cái này lên rồi chiếc xe bánh xe nó sẽ lỏng lên, mình có thể quay bánh xe rồi. Chiếc xe này là chiếc xe Ninja 2015 với lại cái combo Yoshimura. Combo này mình phải mua riêng, nó không phải chung với một lúc mình mới mua, không có chung với nhau. Xe này 300 phân khối, 2015. Giờ mình start xe lên cho các bạn coi.
trong nhà kho vậy đó. Ở đây mình có cái chỗ đậu gara nên mình đậu xe chung với xe hơi với lại xe mô tô của mình trong này. Cái bình xăng này. Xăng này mình phải có chìa khóa mình mở ra. Bữa như mình có đổ một tí rồi, giờ mình chỉ đổ thêm một tí nữa thôi. Giờ mình đổ được nhiêu đây? Đó, mình chỉ đổ như vậy thôi. Rồi xong, bây giờ mình để nắp xăng này thôi. Xăng này đẩy sát xuống. Tắt đèn này để nó hết bình. Cảm ơn các bạn đã coi video clip này. Các bạn video clip lần sau nha. Bye bye.